Tức là bây giờ là mua giàng là không muốn nhận cái phần hỗ trợ đấy về cho nhà mình đúng không? Vâng, cái đấy thì không, em không nhận. Xin kính chào các bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Mọi người thân mến, anh em mình đang có mặt tại nhà khu vực hai cháu Vần Và các bác, và cũng lâu lâu rồi kể từ đợt mà xảy ra cái câu chuyện hiểu nhầm giữa mẹ chồng em Giàng và em Giàng ấy, có một chút hiểu lầm thì hôm nay anh em mình mới quay trở lại được. Và hôm nay quay trở lại đây thì anh em mình cũng có một cái chút quà đấy, thì hôm nay anh em mình mang vào cho các bé là một chiếc chăn ấm và một chút bánh kẹo. Và hôm nay thì nói thật sự các bác là anh em mình rất là mừng, rất là vui khi mà những cái nỗ lực cố gắng của anh em mình hỗ trợ cho gia đình của hai cái hoàn cảnh hai cháu Vần Và ấy thì cũng đã đến gọi là được cái có một cái thành quả. Đấy, cũng xin bật mí với cô bác anh chị là đã có nhà hảo tâm đấy, muốn giúp đỡ hai bé làm cái ngôi nhà. Thì hôm nay anh em mình vào để lên một cái video để thông báo, và anh em mình cũng đã điện trước cho em mua em Giàng rồi đấy. Vào đây thì cũng để thông báo với hai em với lại bà của các cháu luôn. Xin chào ông chủ. Vâng, em chào anh Công anh Đức. Đang làm gì mua? Ừ, cầm này lên anh Vâng, em xin anh. cho các cháu cái chăn, với lại đây có một chút Lấy quà quà Tết cho các cháu nữa. cho cả gia Tí đình, nhá. cho cái kia để cho tất cả trẻ con. Vâng, em không nhắn. Đường đây ấy quá nhỉ, chỗ này được mà được đổ bê tông thì sạch sẽ cho mấy cái hộ ở đây luôn, nhưng mà vẫn chưa có đường bê tông các bạn, là đường đất thôi. Bây giờ nó còn xe xe nó còn đỡ. Kể ra có con mấy hôm nay anh em đi là toàn dính đường đất. Vần Và có nhà không? À, anh em mình vào cái giờ này thì cũng hơi nhỡ các bạn, nhưng mà vẫn phải tranh thủ. Giờ này anh em mình cố gắng là đi hết tất cả các hoàn cảnh để mà trao những cái món quà rồi thì hỗ trợ cho mọi người một số cái quà Tết. Chào chú nhá, chào chú. À dạ, vâng cô. Vâng, po. Ồ, đây là mới bưng lại à? Vâng, chào chú. Mới bưng bán lại nhà hả chú? Vâng, à nhá. Thế là ông bà bây giờ là ở bên này à? Ơi, có chăn ấm đấy, po. Cho anh xin cái sáng không? Xin tí điện. Mất điện rồi. À, mất điện á? Sao mọi người ăn cơm muộn thế? Nay có chương trình gì à? Ăn Tết à? Thôi. Chú mới này, anh này đang đang uống rượu à? Mọi người cứ uống đi. Cháu không uống đâu. Anh không uống được. Đợt này là giao thông làm rất là kỹ. Bọn anh vừa đi vừa gặp ở ngoài kia. Không, em. Thế mọi chú với anh cứ ngồi đi, bọn em ra ngoài này một tí. Đi ra đây mua, anh đây, anh em mình ngồi đây cho nó sáng đi. À, này đi học. Ô, từ từ. Đâu gói 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 mứt đâu rồi, bóc cho bé này. Lấy cái hộp bánh ấy. Ui, đi chân đất. Cụ cắt tóc ngắn thế. Ui, cho lo thoáng.
Cái đấy em phải bóc hết băng gì, đưa anh bóc cho. Vợ đi làm rồi à? À đấy, em bóc rồi. Đưa cho bà cụ. Vâng ạ. À, ôi trời ơi, chị này ngoan thế. Do là bố của em mua là đang có khách các bạn, và đã thấy mọi người đến giờ này là vẫn đang ngồi ăn cơm uống rượu, nên là anh em mới chuyển sang ngoài này để mà nói chuyện cho nó đỡ ồn. Bà cho đi ăn kẹo nhá. Thông báo với mua nhá. Là hiện tại ở trên kênh của bọn anh đã có một cô ở bên Mỹ, cô tên là cô Thanh. Bây giờ tên là cô Thanh các bạn, và cô muốn hỗ trợ một cái khoản tiền đấy, và nhờ anh em mình thông báo với gia đình là muốn hỗ trợ cho gia đình em mua em Giàng đấy, em mua em Giàng các bác nhé, là một ngôi nhà đấy, và cô muốn là cái ngôi nhà này sẽ được xây cất ở bên khu vực đất khu nhà ở của em mua em Giàng ấy, và cô muốn là xây một cái ngôi nhà thật lớn đấy, thật lớn như nhà của A Mỹ ở trên kênh Nắng Mai TV ấy, có khoảng tầm 4 đến 5 phòng ngủ. Cô nói là nếu mà 4 phòng mà sợ chật ấy, thì là sẽ có thể là xây nhà lầu để cho đại gia đình của nhà em mua em Giàng và cháu, hai cháu Vần Và nè, có thể có cái không gian sống chung ở cùng nhau đấy. Thì hôm nay mục đích của anh vào nhá là thông báo cái khoản hỗ trợ của cô Thanh nhá, là xem ý kiến của mua như thế nào. Có gia đình có muốn là làm xây nhà hay không, như thế nào, thì với lại là tí nữa cũng nhờ mua là cảm ơn đến cô Thanh nhá. Cô đã rất là quý, yêu quý rồi, thì cũng đã rất là đồng cảm với hoàn cảnh nên là muốn giúp đỡ. Đấy, vì là anh em mình cũng một cái hành trình cũng không phải quá lâu mà cũng không phải quá ngắn, các bạn, cũng được mấy tháng rồi, và có cái kết quả này thật sự anh em mình rất là bất ngờ và rất là vui, nên là hôm nay vào đây thì thông báo luôn với gia đình và thông báo với mua được biết. Đấy, thì mua xem thế nào nhá. Thấy mừng không? Đấy là mừng, cảm ơn các cô, rất là cảm ơn các nhà học tâm đã giúp đỡ. Chắc là tìm bánh đấy. Bảo bà đi lấy bánh cho. Cho bố nói chuyện với bác một tí nha. Cho một tép bỏ tấu. Ngày nhà em đang nói chuyện các bạn, nhưng mà trẻ con là con nhiều nhiều phết. Đấy, bây giờ thì cũng mua đấy, xem là có ý kiến như thế nào thì em cứ đề xuất thôi nhá. Còn anh cũng đã thông báo rồi là cô Thanh là muốn giúp cho gia đình vợ chồng em ấy đấy, chứ còn cô thì cũng muốn là thấy vợ chồng mua Giàng là cũng chắc là có khả năng là cô ấn tượng và cô quý vợ chồng em mua em Giàng, thì cô muốn là hỗ trợ là cho cả đại gia đình đấy một cái ngôi nhà nó thật rộng rãi để mà cả nhà có thể có một cái không gian sinh hoạt ở chung, rồi thì có các cái phòng riêng cho từng bé, từng cặp vợ chồng chẳng hạn, đúng không? Vâng. Thì em xem như thế nào, xem có ok hay không. Cái này thì vợ chồng em còn trẻ nữa, thì căn nhà kia vẫn còn ở được, thì em thì nhường lại cho các cháu, hai cháu. Em thì sau này mình sai sau, các anh chị cứ giúp sai cho hai cháu. Căn nhà này hỏng hết rồi. Biết là hỏng hết, nhưng cô là cô đang muốn là giúp cho vợ chồng em là xây
giúp vợ chồng em cơ. Vâng. Đấy, cô không nói là sẽ xây cho Vần Và. Vâng. Mà cô nói rõ là cô muốn là xây một ngôi nhà cho vợ chồng Mua Giàng và cho cả gia đình ở. Vâng. Đấy thì đấy. Nếu mà em đề xuất thì em cứ đề xuất thôi, để bọn anh về có thể trao đổi với cô. Vâng. Xem là ý của cô như thế nào. Vợ chồng em có trệ nữa, còn làm được thì sau này em sẽ sai. Còn căn nhà kia vẫn còn ở tạm được. Bây giờ em nhờ cho các cháu, nhờ cho hai cháu. Thế sau này thì ví dụ như nếu mà giả sử mà có được xây cho các bé thì sau này các bé ở cùng với ai? Các bé ở cùng với ông bà. À. Mình là chú là thím, cũng phải chăm sóc cho hai đứa trẻ. Vâng, sau này phải nhờ ông bà và các anh cũng nhờ cả và các anh. Anh chị. Vâng. Tức là bây giờ là Mua Giàng là không muốn nhận cái phần hỗ trợ đấy về cho nhà mình đúng không? Vâng, cái đấy thì không, em không nhận. Để cho hai đứa cháu giúp cho hai đứa cháu là được. Vâng. Tức là em là chú là thím cũng không làm được cái gì cho hai cháu. Nuôi hai thằng nó từ bé thế là công còn lớn hơn rồi ấy. Để cho, nhờ cho hai cháu. Vâng. À, tức là bây giờ là em mua ấy thì là không muốn nhận cái khoản hỗ trợ để làm cái ngôi nhà của chính gia đình nhà mình nữa. À, mà là muốn là nhường cái cơ hội này lại cho hai bé Vần Và. Tức là nếu mà ví dụ làm nhà cho hai bé là sẽ xây dựng ở cái khu nhà cũ này đúng không? Vâng, xây dựng khu nhà cũ này luôn. Vâng. Đất đai này là bây giờ đứng tên ai? Đất đai này bây giờ đứng tên ông. À, vâng, đứng tên ông nội bà. Vâng, ông nội. Thế là từ lúc bố mất đi và mẹ bỏ đi là chuyển sang tên của ông. Vâng, chuyển sang tên ông rồi. Vâng. Không tranh chấp với ai đâu gì? Không có tranh chấp với ai. Vâng, cái này là đấy, cái đấy thì bọn anh cũng phải hỏi rõ, nếu mà ví thử như mà cô Thanh mà đồng ý giúp cho ví dụ như mà em mà không nhận, không muốn xây nhà của mình mà muốn nhường lại cơ hội cho hai bé thì đấy, bọn anh cũng muốn thông báo luôn với cô là như vậy. Đấy là ý của em mua là như vậy cô ạ. Và em ấy muốn là nhường lại cái cơ hội được làm nhà cho hai bé, vì là mua cũng vừa giải thích là hai vợ chồng thì vẫn còn trẻ và sau này là sẽ tự làm và tự xây cái ngôi nhà của riêng mình. Còn bây giờ thì sợ là sau này không lo được cho hai bé thì muốn là anh em mình có thể là kêu gọi rồi có thể là đứng ra kết nối, nếu mà nhận được khoản hỗ trợ thì muốn là dành cái cơ hội được có một ngôi nhà mới cho hai bé. Cũng tuyệt vời đấy nhờ. Một cái cơ hội thật sự là rất là nhiều người mong muốn các bạn. Cực kỳ là nhiều người. Anh em mình đi chia sẻ, đi kết nối thì cái mục đích thì cũng muốn mong muốn là giúp được những hoàn cảnh mà nhà cửa khó khăn, hỏng hóc các thứ, là muốn kêu gọi cái sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ các nhà hảo tâm. Đấy, mà hoàn cảnh nào cũng muốn, nhưng mà đây là em mua là từ chối thẳng thừng nhá. Từ chối thẳng thừng một cái cơ hội thật sự là có thể là gần như là mơ ước của các cái hoàn cảnh khác. Đấy, từ chối và để nhường lại cơ hội cho hai bé, mình rất là nể đấy. Cái này thì nhờ cho các cháu, nhờ cho hai cháu. Em thì tới tiên là tạ được tại cái kia. Sau này mình, nếu như mình có tiền mình xài lại. Nói chung là không thì như bọn em mà xây lại, mà xây một cái ngôi nhà mới thì cũng xây kiểu truyền thống thôi. Vâng, mình sau xây kiểu truyền thống của mình. Đấy, ví dụ xây như nhà anh này thôi, xây 4 bức tường trong này. Vâng. Là pro. Xây không như thế đâu, mình không xây kẹt ở. Thực ra cái mục đích của anh em mình ngay từ đầu thì cũng muốn giúp cho hai bé Vần Và đấy có được cái cuộc sống tốt hơn các bạn. Và có được một cái ngôi nhà khang trang. Đấy, nhưng mà anh em mình cũng rất là hiểu ý của cô Thanh. Đó là vì Mua Mới Giàng đã coi hai bé là như là con đẻ của mình rồi. Và nuôi từ lúc mới lọt lòng ra. Đấy, thì cô chắc là ý của cô cũng muốn là cả gia đình
ở chung một cái ngôi nhà cho nó tình cảm. Nhưng mà cái mảnh đất này thì theo như chia sẻ của mua thì vẫn là của gia đình, của đứng tên của ông, thì đứng là, tên của ông vẫn là muốn là xây cái nhà ở đây. Đấy, cho hai bé thì sau này là hai vợ chồng thì cũng đỡ đi một cái nỗi lo nữa, đỡ đi một cái gánh nặng đấy các bạn. Đấy, vì hai em thì cũng phải là những cái lao động chính, gần như là mọi cái kinh tế, mọi cái lo toan của cuộc sống là đều dồn vào vợ chồng em mua em Giàng. Đấy, từ công to việc bé, từ cái ăn cái uống, làm nương làm rẫy thì đều là hai vợ chồng làm thôi. Và thực ra là cái ngôi nhà này là cũng là mơ ước của chính ông bà của hai bé Vần Và đấy các bạn. Đấy, ví dụ như câu chuyện hôm vừa rồi thì thực ra là anh em mình cũng thông cảm thôi, vì là bà thì bà thấy là những cái trường hợp cũng ở thôn bên kia kìa. Đấy, có trường hợp của Lúa Anh, Lúa Em, rồi trường hợp của A Hòa, của cô Bà. Đấy, bốn cái trường hợp mà được Nắng Mai TV, Tam Giác Mạch. Đấy, và trường hợp của Lúa Em nữa thì cả Hoa Đá Cao Nguyên là cũng góp công góp sức một phần, thì chia sẻ kêu gọi thì bốn cái hoàn cảnh đấy đều được có những cái ngôi nhà của riêng mình. Đấy, có một cái ngôi nhà rất là đẹp, rất là kiên cố. Đấy, nên là bà thì cũng muốn là có ngôi nhà như vậy, chắc là cũng do ai là đứng đằng sau bảo thôi. Nhưng mà cái mục đích thì vẫn là muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho hai bé Vần, bé Và. Đấy, nên là anh em mình cũng không dám trách gì. Đấy, thì thông qua đây thì cũng mong muốn cô Thành có thể là dang rộng vòng tay. Mặc dù thế thôi thì mua mấy Giàng thì đấy, đã có hết những cái ý, cũng đã nói hết rồi. Đấy, là mong muốn là giúp cho hai cháu thôi, giúp cho hai cháu là có được một cái ngôi nhà được rồi. Là thế là được rồi, là thấy là như thế là vui rồi, hạnh phúc rồi. Không, mình thì không cần, đúng không? Mình thì không cần. Mình thì vẫn còn trẻ, vẫn còn khỏe, vẫn có thể đi làm được. Còn sau này mình sau này mình tự làm, tự sai. Được đấy, chú Thím tuyệt vời. Mình anh em mình chưa gặp một cái trường hợp nào mà để mà nói ở trên đây, thì đi rất là nhiều thôn, nhiều bản rồi, nhưng mà gặp được những người chú, người thím mà quan tâm đến cháu của mình như thế này là cực kỳ hiếm các bạn. Đấy, và cái câu chuyện ông nọ cũng có rất là nhiều bác vào comment là công chưa tìm hiểu kỹ thế này thế kia. Nhưng mà về sau là anh em mình cũng có một cái video để mà nói rõ luôn. Đấy, mọi cái nó chỉ là hiểu lầm thôi các bạn. Đấy, và đến bây giờ thì Giàng mới mua là vẫn coi hai con Vần Và như là con của mình. Còn chuyển sang đây ở thì ông bà thì cũng vẫn muốn là ở đây để mà mong muốn cái sự giúp đỡ từ cộng đồng để cho hai cháu có ngôi nhà. Nhưng mà đến đây thì thấy là mọi người cũng quay lại kín đáo rồi. Ở như thế này, gọi là ở tạm như thế này thôi. Tạm. Cũng sạch sẽ nhỉ. Ôi, sau này mà xây thì chỗ này có cần phải kè không? Kè, nhưng mà cũng, nếu mà kè cũng không cần. Có đá thì kè một lượt đi. Không thì... Vì ở đây nó là cái bờ đất. Chào hai thanh niên. Đi đâu về đây? Nào mồm đâu, đi đâu về? Đi học sao về sớm, sao là mặc phong phanh thế này không? Áo ấm chú mua cho đâu? Còn không? Chú mất cái nhà mà. Còn ở trong nhà không làm gì. Ví dụ mà sao mặt thấy đỏ hết kìa. Chạy là. Ừ, xin chào. Đã cởi áo ra rồi. Hả? Không hát sao đâu. Đi học mặc có thế này thế á? Hả? Bọn ăn đi học mặt kịp thế. Ôi trời ơi, thế này chả ốm à. Mắt sao sao rồi mà, chả chỉ sao. Sao chuyến một rồi. Kéo xét coi chứ. Học rồi. Mà không hết rồi. Nhất bố mua đấy. Không ai bằng bố mua đâu. Nhường cảm cái cơ hội mà bao nhiêu mơ ước của bao nhiêu người cho hai cháu, không phải là con ruột của mình. Anh em mình thấy rất là khâm phục đấy.
Ủi áo bẩn chú quá. Chú bây giờ là nếu mà để lao động là cũng là như anh mình nói là cũng là gồng gánh cả một gia đình đấy. À, cả vần cả và nữa là năm đứa. Nếu mà trước đây ông bà còn ở chung là cả đại gia đình là 10 người cơ. Ông bà chuyển sang đây chắc là vẫn chỉ gọi là chuyển sang ở thôi chứ còn ăn uống mọi thứ là vẫn lấy ở bên kia để mang sang chứ. Ông bà thì bây giờ thì vẫn cùng nhau. Ôi, rồi thôi thì cứ chúc mừng cho gia đình đã. Còn không biết là cô có thể gọi là hỗ trợ cho hai bé hay không. Nhưng mà rất là cảm ơn cái ý tốt của cô Thanh đã quý mến hoàn cảnh của trường hợp của em Mui Em Giàng đây. Đấy, và đã có mong muốn là giúp đỡ cho gia đình có một cái ngôi nhà thật to, thật khang trang. Thậm chí là cô còn muốn là xây một cái nhà lầu nếu mà không đủ ở. Vì là tổng thành viên gia đình là 10 người. Đấy. Nhưng mà cái cơ hội này thì em Mua muốn nhường lại cho hai bé thì cũng mong cô có thể cân nhắc, có thể giúp đỡ cho hai bé và ông bà của hai bé có một cái ngôi nhà cũng như bao hoàn cảnh khác. Đấy. Gọi là trên kín dưới bền, khang trang để mà cho hai bé sau này có cuộc sống tốt hơn. Và cũng để cho vợ chồng em Mua Em Giàng bớt cái gánh nặng trên vai về sau này, về tương lai của các bé. Đấy, thế còn Mua thì gọi là con trai ở trong nhà rồi. Cái nếp sống sau này thì chắc có lẽ là cũng muốn là xây dựng một cái ngôi nhà theo kiểu truyền thống như của người Mông bản địa. Vâng. Còn nếu mà bọn anh mà đã hỗ trợ, mà có cái khoản hỗ trợ mà xây dựng cho các bé, bọn anh sẽ xây dựng những ngôi nhà theo kiểu mới, sẽ không xây dựng theo kiểu của truyền thống bọn em đâu. Cũng như nhà lúa anh lúa em ấy đấy, kiểu à, kiểu như thế à, đấy nó sẽ kiểu thế nào cũng được. Có lẽ là bọn anh cũng chuẩn bị về thôi đấy, thông báo với gia đình như vậy nha. Mình vào trong nhà là muốn chém rượu á. Ôi ơi, cảm ơn các anh chị đã giúp là nhà cho hai đứa chó. Ôi chưa nói gì đến được giúp đâu. Đấy là mới thông báo thế thôi mọi người ạ, vì là cũng như ý của cô Thanh đấy. Nhưng mà bây giờ là chơi em, là chém rượu. Làm chén rượu á? À? Làm chén rượu về tí giao thông phạt chết. Không sao đâu mà, chơi không chơi đâu. Vâng. Ơi, bọn cháu không uống đâu. Vâng, thôi vào chào mọi người một tí thôi. Nên cũng hy vọng là hai bé sau này có ở cái khu vực cái nhà này mà chính là nơi các bé sinh ra, cũng mong muốn hai bé có một cái ngôi nhà nó khang trang các bạn. Vâng. Đấy bây giờ Mua là cứ mời anh em mình vào làm chén rượu. Nhưng mà chắc là sẽ không uống đâu, bọn em không uống đâu. Ôi trong này hơi tối nhỉ, lại còn mất điện. Mất điện rồi, tối. Dầm ơi. Thôi. Thế là anh nghỉ rồi à? Tưởng uống đến chiều chứ. Cho ấy không muốn. Thôi, bọn anh phải về thôi, bọn anh còn đi công việc nữa. Thôi. Biết đi. Bọn em không uống đâu, không uống được. Uống tí nữa là về giao thông thổi sao chết đấy. Uống nước rồi. Uống nước à? Uống nước. Đây à, Mua ơi. Dạ. Nhá, vì là bố mẹ em là không biết tiếng Mông nên là em về em... Biết tiếng Kinh. À, không quên. cái gì? Nẻ tay thế chứ, nẻ tay. Loạn ngôn hết rồi. Dạ. Cứng hết cả mồm rồi các bạn. Vì bố mẹ em không nói được tiếng Kinh thì em về em cứ thông báo trước với lại bố mẹ thế nhá. Rõ nó lắm. Mua nhá. Vâng. Rượu bọn anh không uống đâu. Thông báo như vậy. Và có cái gì tiếp theo mà bọn anh trao đổi như thế nào với cô, với nhà hảo tâm. Đây em ngồi đây. Cháu không uống đâu, đừng có rót. Không uống. Thế uống nước đi. Thôi kệ. Thế mà mọi người cũng cùng nhau quay lại được hết cái ngôi nhà này. Đấy, rõ chưa?
ván cũ à? Ván kia trước chắc là sẽ làm cốt pha ra sao? Đấy, là cốt pha thôi. Ở đây chú. Ôi mỏng quá. Thông tin sơ sơ như thế nhá mua nhá. Em về em nói chuyện với lại bố mẹ nhá. Rồi thì có cái thông tin gì từ cô thì anh sẽ thông báo lại nhá. Uống nước đi anh. Muốn luôn thì hết rồi. Ok. Vậy nha, cũng mong là với cái mong muốn của em, cũng mong là được cô Thanh đồng ý. Và anh em mình cũng mong muốn là cũng mong muốn cũng như mua thôi các bạn. Hy vọng là thôi thì cơ hội của em mua được và em cũng có một cái tấm lòng tinh thần rất là cao thượng muốn nhường lại cho các bé thì cũng mong là được nhà hảo tâm đồng cảm cũng đồng cảm và cũng mong muốn là nhà hảo tâm đồng ý với lại cái ý nguyện của em. Có lẽ là muộn rồi, anh em mình cũng phải xin phép kính chào tạm biệt các cô bác anh chị và tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào. Xin chào. Mà cháu về đây. Cháu về đây không phải không? Về nhá. Dạ vâng. Mà mua à? Về nhá.